Kính chào quý vị, nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở miền Bắc khi vùng thấp nóng phía Tây và gió phơn vẫn chiếm trạng thái chủ đạo. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ trong khoảng 35 đến 38 độ C, riêng Hà Nội có thời điểm lên đến 39 độ C. Hình thái thời tiết này sẽ phổ biến ở Trung Bộ khi mà chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, thời tiết Nam Bộ sẽ dễ chịu hơn khi mà ở khu vực này ngày nắng gián đoạn và chiều tối có mưa rào và dông. Sau đây là dự báo chi tiết các vùng trong cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Có nơi mưa rất to, riêng Hòa Bình có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng Hòa Bình từ 34 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ, vùng núi nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Riêng Trung Du và Đồng Bằng 35 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34 đến 36 độ, phía Nam 32 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, có lúc giật cấp 6, cấp 7, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1,0 đến 2,0 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4, sóng cao từ 1,0 đến 2,0 m. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam cấp 4, sóng cao từ 1,0 đến 2,0 m.
quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Tình trạng nắng nóng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài đến hết tuần sau. Khoảng cuối tuần có thể hình thành các hình thế gây mưa trở lại. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết cho biết tình trạng nắng nóng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài đến hết tuần sau. Khoảng cuối tuần có thể hình thành các hình thế gây mưa trở lại, lúc đó nắng nóng mới chấm dứt ở hai khu vực này. Trang AccuWeather của Mỹ dự báo thứ tư tuần tới, ngày 12 tháng 7, Hà Nội ghi nhận nhiệt độ cao nhất 29 đến 39 độ C, những ngày còn lại 27 đến 38 độ C, điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sapa, Lào Cai. Trong tuần nhiệt độ dao động từ 19 đến 26 độ C. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về dự báo khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, nắng nóng khốc liệt kéo dài nhiều ngày có thể là một trong những nguyên nhân xuất hiện bão vào nửa cuối tháng. Từ ngày 20 tháng 7 trở đi, thời tiết có nhiều biến động trên Biển Đông và có thể hình thành bão, áp thấp nhiệt đới. Nền nhiệt bề mặt biển khu vực cận xích đạo phía đông của Philippines đang cao hơn 30 độ C, chưa bao giờ cao như thế. Nhiệt độ cao sẽ thúc đẩy sự bốc hơi, đồng thời làm gia tăng sự chênh lệch áp suất giữa các tầng khí quyển và giữa các vùng khí quyển trong cùng tầng. Các nhiễu động do chênh lệch áp suất cũng sẽ là cơ hội hình thành các vùng áp suất thấp, là mầm mống của các cơn bão. Đường dẫn bão từ giữa tháng 7 sẽ theo hướng Tây, Tây Bắc. Hôm nay có các ổ mây không chỉ di chuyển theo một phương, chẳng hạn Đông Nam sang Tây Bắc, mà còn di chuyển xung quanh nó, chứng tỏ có các nhiễu động theo phương thẳng đứng từ dưới bề mặt biển lên. Đó là mầm mống cho những cơn bão, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy nhận định. Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện có 91 điểm, khu vực với gần 4.000 hộ dân cư bị ảnh hưởng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, cần di dân tái định cư. Với vị trí địa lý đặc thù nhiều đồi núi, Hòa Bình là tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng các đợt mưa với cường độ, tần suất lớn gây lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập úng cục bộ nhiều nơi. Theo báo cáo mới nhất, trong năm nay, toàn tỉnh Hòa Bình hiện có 91 điểm, khu vực với khoảng 3.891 hộ dân cư bị ảnh hưởng, có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất cần di dân tái định cư, xen ghép hoặc xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhằm ổn định đời sống cho người dân. Cụ thể, huyện Đà Bắc có 15 điểm với 1.106 hộ dân bị ảnh hưởng tại các xã Nánh Nghê, Yên Hòa, Vầy Nưa, Trung Thành, Tú Lý, Tiền Phong, Tân Phèo, Tân Minh, Mường Chiềng, Giáp Đất. Huyện Tân Lạc có 16 điểm với 862 hộ dân bị ảnh hưởng tại các xã Vân Sơn, Tử Nê, Ngọc Mỹ, Nhân Mỹ, Ngổ Luông, Suối Hoa, Phong Phú, Phú Cường, Mỹ Hòa, Lỗ Sơn, Gia Mô, Quyết Chiến, thị trấn Mãn Đức, Phú Vinh, Đông Lai, Thanh Hối. Huyện Cao Phong có 10 điểm với 196 hộ dân bị ảnh hưởng tại 10 xã thị trấn của huyện. Huyện Lạc Thủy có 4 điểm với 605 hộ dân bị ảnh hưởng tại các xã Khoan Dụ, Yên Bồng, Hưng Thi, Phú Nghĩa. Huyện Lương Sơn có 1 điểm với 37 hộ dân bị ảnh hưởng tại xã Lâm Sơn. Huyện Mai Châu có 15 điểm với 942 hộ dân bị ảnh hưởng tại các xã Tân Thành, Cun Pheo, Mai Hịch, Sơn Thủy, Thành Sơn, thị trấn Mai Châu, Tòng Đậu, Nà Phòn, Vạn Mai, Mai Hạ, Triềng Châu, Song Khỏe, Bao La, Đồng Tân, Hàng Kia, Bà Cò. Huyện Lạc Sơn có 6 điểm với 131 hộ dân bị ảnh hưởng tại các xã Yên Nghiệp, Tân Đạo, Quý Hòa, Tân Lập, Miền Đồi, Thượng Cốc. Huyện Kim Bôi có 3 điểm với 61 hộ dân bị ảnh hưởng tại các xã Quế Hạ, Vĩnh Tiến, thị trấn Bo.
huyện Yên Thủy có 9 điểm với 857 hộ dân bị ảnh hưởng tại các xã Lạc Sĩ, Bảo Hiệu, Hữu Lợi, Đoàn Kết, Lạc Thịnh, Phú Lai, Lạc Lương, Ngọc Lương, Đa Phúc. Thành phố Hòa Bình có 12 điểm với 685 hộ dân bị ảnh hưởng tại các xã, phường Độc Lập, Thái Bình, Thống Nhất, Tân Thịnh, Đồng Tiến, Trung Minh, Quỳnh Lâm, Hòa Bình, Yên Mông, Mông Hóa, Hợp Thành. Bên cạnh đó, tỉnh Hòa Bình cũng có 48 xã tại các huyện Mai Châu, Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, Cao Phong, thành phố Hòa Bình nằm trong vùng trọng điểm dông lốc, sét, 102 xã, phường có nguy cơ cao về lũ, ngập lụt. Bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai của VTC News đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị tuần mới nhiều niềm vui.